có những lúc trong cuộc đời. Có một cặp vợ chồng trẻ đang sống vô cùng hạnh phúc, người vợ rất xinh đẹp và người chồng rất mực yêu thương ông vợ mình. Một thời gian sau, trong khi người chồng đi làm việc xa, người vợ tình cờ phát hiện ra mình đang bị một căn bệnh da kỳ lạ. Những đốm đỏ nổi lên từ vai rồi nhanh chóng lan ra khắp mặt mũi toàn thân. Cô lập tức đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng họ cho biết căn bệnh này cực kỳ hiếm và cũng không có cách chữa trị. Người vợ xinh đẹp vô cùng đau khổ, khuôn mặt cô đã trở nên xấu xí nhanh chóng. Cô nghĩ mình sẽ mất tình thu ông yêu từ chồng và cuộc đời cô kể như chấm hết. Rồi cô nhận được thông tin, xe của chồng cô gặp tai nạn khi anh đang làm việc xa nhà và anh vẫn còn hôn mê sau nhiều ngày cấp cứu. Khi anh hồi tỉnh, cô cũng được các bác sĩ báo tin đôi mắt anh đã mù vĩnh viễn. Người chồng mù trở về và dĩ nhiên, anh không nhìn thấy sự thay đổi của vợ. Anh vẫn một mực yêu thương ông vợ như ngày nào và dĩ nhiên cô cũng yêu anh không thể mắng hết. Người vợ vẫn thu ông dắt chồng đi dạo trong thị trấn. Cô quàng chặt tay anh và người chồng mù đeo cặp kính đen dùng chiếc gậy giò đường vừa đi vừa trò chuyện hạnh phúc. Ít lâu sau, người vợ trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống đất. Cô đã không qua khỏi vì vết chấn thu ông ở đầu quá nặng. Người chồng đau khổ tột cùng trong ngày đưa tang vợ, khiến cư dân trong thị trấn không khỏi xót thương. Khi tang lễ chấm dứt, một người hàng xóm hỏi anh dự định thế nào trong những ngày sắp tới. Người chồng mù cho biết anh sẽ đi ra khỏi thị trấn này, nơi luôn với anh nhớ lại người vợ yêu thương cùng những tháng ngày hạnh phúc. Một người khác hỏi, anh đi đâu bây giờ khi không nhìn thấy gì cả và biết làm gì khi không còn vợ bên cạnh như trước đây? Người chồng mù từ từ tháo cặp kính đen ra và chậm rãi trả lời, tôi chưa bao giờ mù, nhưng tôi luôn giả vờ mù trong những năm qua. Bởi vì nếu tôi nhìn thấy tất cả, vợ tôi còn đau đớn hơn căn bệnh quái ác kia đã tàn phá cô ấy. Tôi chỉ muốn vợ mình luôn hạnh phúc. Bạn thân mến, có những lúc trong cuộc đời chúng ta cần phải giả mù để giữ gìn hạnh phúc. Đừng nhìn thấy những điều nhỏ nhặt sẽ giúp cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn phải không?